Hãy thận trọng, đừng xem thường một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu một người có 100 con chiên mà một con bị lạc, thì người ấy chẳng để 99 con lại trên núi và đi tìm con bị lạc sao? Thật ta bảo các con, nếu người ấy tìm được thì sẽ vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng vậy, cha các con ở trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ này bị hư mất. Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe thì con được lại anh em. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con, để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người này thì hãy báo cho hội thánh. Và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. Thật ta bảo các con, thế điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta hợp nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Lúc ấy Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu và hỏi: Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp: Ta không nói với con chỉ 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Vậy nên vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 ta lân. Vì người ấy không có gì để trả, nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van nài: Thưa Chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 denier, thì tóm lấy cổ và nói: Hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống nài nỉ: Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào đã xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Khi dạy những điều này xong, Đức Chúa Giê-xu rời miền Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn người rất đông đi theo Ngài, tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ. Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Ngài đáp: Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ và phán: Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa mà chỉ là một thịt. Vậy loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi Ngài: Nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn rồi bỏ vợ?
Ngài đáp: Vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị vợ, nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy. Còn ta nói với các ngươi, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Các môn đồ thưa rằng, nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn. Nhưng Ngài đáp: Không phải ai cũng có thể nhận được lời này đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh, có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời này, hãy nhận đi. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ quở trách họ. Đức Chúa Giê-xu phán: Hãy để các con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ngài đặt tay trên các cháu rồi rời khỏi nơi đó. Lúc ấy có một người đến hỏi Ngài: Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu đáp: Sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Những điều răn nào? Đức Chúa Giê-xu đáp: Ngươi chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. Người thanh niên ấy thưa: Tôi đã vâng giữ tất cả những điều này, tôi còn thiếu điều gì không? Đức Chúa Giê-xu đáp: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời. Rồi hãy đến theo ta. Khi nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải. Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: Thật ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó. Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các môn đồ nghe điều này thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng: Vậy thì ai có thể được cứu? Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: Loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì? Đức Chúa Giê-xu đáp: Thật ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi con người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các con là những người đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngai để xét đoán 12 bộ tộc Israel. Bất cứ người nào vì danh ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.